Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang quyết định thi hành kỷ luật với ông Lưu Xuân Vĩnh. Luật sư của ông Trịnh Văn Quyết đề nghị xem xét lại số người bị hại. Long An khởi tố nhóm cho vay với lãi suất tới 360% một năm. Vĩnh Phúc, trưởng phòng đội vụ huyện là tài xế điều khiển ô tô đánh võng gây hấn. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của Báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định số 708 quy đề TTG thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lưu Xuân Vĩnh, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh bị kỷ luật cảnh cáo do có vi phạm liên quan điện gió, điện mặt trời gây hậu quả nghiêm trọng. Theo quyết định, ông Lưu Xuân Vĩnh, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026 bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và bị Ủy ban kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật về Đảng. Trước đó, tại kỳ họp thứ 42, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong triển khai thực hiện các dự án điện gió điện năng lượng mặt trời và các dự án đầu tư xây dựng những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước gây dư luận xấu làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trách nhiệm chính đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 và các đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Phạm Văn Hậu, phó bí thư tỉnh ủy, nguyên ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Phan Tấn Cảnh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư huyện ủy Ninh Hải, nguyên ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Phạm Đồng, nguyên tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc sở kế hoạch và đầu tư. Nguyễn Văn Trường, nguyên tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc sở tài chính. Bùi Anh Tuấn, nguyên bí thư đảng ủy, giám đốc sở tài nguyên và môi trường và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật như sau. Kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Lưu Xuân Vĩnh. Kỷ luật khiển trách Đảng ủy các sở, kế hoạch và đầu tư, tài chính, xây dựng, tài nguyên và môi trường, nhiệm kỳ 2015-2020 và các đồng chí Phạm Văn Hậu, Phan Tấn Cảnh, Phạm Đồng, Nguyễn Văn Trường, Bùi Anh Tuấn, đồng chí Lê Ngọc Thạch, Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Thuận kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc. Lãnh đạo chỉ đạo Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra. Xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra, quý vị đừng bỏ lỡ. Ngày 27 tháng 7, phiên xét xử 50 bị cáo trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn FLC tiếp tục với phần bào chữa của nhóm luật sư. Trước đó khi nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị tòa tuyên ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC tổng mức án từ 24 đến 26 năm tù cho hai tội. Viện kiểm sát nhận xét, vi phạm của ông Quyết gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động kinh tế do nhà nước quản lý, làm ảnh hưởng xấu dư luận. Trong vụ án, ông Quyết giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo mua công ty Faros, chỉ đạo mọi hoạt động trong việc nâng khống vốn doanh nghiệp, mua bán cổ phiếu và lập tài khoản chứng khoán để giao dịch chiếm đoạt tiền hơn 4.300 tỷ đồng của nhà đầu tư nên cần áp dụng hình phạt cao nhất. Sau nội dung luận tội, luật sư Vũ Đặng Hải Yến bào chữa cho ông Trịnh Văn Quyết cho rằng thân chủ của mình luôn thể hiện thái độ thành khẩn, ăn năn và tôn trọng tuyệt đối các mô tả về hành vi được quy kết trong cáo trạng. Tuy nhiên theo luật sư Yến, mức án mà viện kiểm sát đề nghị với bị cáo quyết là nghiêm khắc và chưa được xem xét chính sách khoan hồng. Luật sư mong hội đồng xét xử xem xét một cách khách quan trong vấn đề xác định yếu tố thiệt hại, người bị hại trong vụ án này. Theo đó có hai nhóm người bị hại được phân loại, gồm nhóm 133 nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS ban đầu và hiện chưa bán. Nhóm 30.403 nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS ban đầu không phân biệt nhà đầu tư đã bán hay vẫn đang sở hữu cổ phiếu. Bà Vũ Đặng Hải Yến cho hay, xét quy định chỉ có nhóm 133 nhà đầu tư mới đáp ứng các tiêu chí về bị hại. Việc xác định nhóm 30.403 nhà đầu tư là người bị hại là không phù hợp với khoa học pháp lý, không đáp ứng các tiêu chí về bị hại theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Luật Sư Yến lập luận, bởi theo tài liệu của cơ quan điều tra, chúng tôi nhận thấy trong nhóm 30.403 nhà đầu tư có rất nhiều trường hợp mua cổ phiếu nhưng sau đó đã bán và có lãi. Khả năng nhóm nhà đầu tư trên mua cổ phiếu ROS ban đầu là rất lớn. Chứng minh cho việc nhà đầu tư mua cổ phiếu bán có lãi, luật sư Yến nói. Sau giai đoạn bị cáo Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu ROS ban đầu ra thị trường, Giá cổ phiếu ROS có xu hướng tăng liên tục trong một thời gian dài sau đó, từ 2.000 đồng một cổ phiếu giai đoạn tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 lên 13.600 đồng một cổ phiếu giai đoạn tháng 7 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021. Bên cạnh đó có nhiều trường hợp từ chối làm việc hoặc khẳng định việc giá trị cổ phiếu lên xuống, lời lỗ là chuyện bình thường. Đầu tư mua cổ phiếu là do tự nguyện. Do đó việc xác định các cá nhân này là người bị hại trong khi bản thân ý thức chủ quan họ cho rằng không phải là bị hại, không bị thiệt hại là không thuyết phục. Từ những phân tích trên, luật sư kính đề nghị hội đồng xét xử xem xét người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 133 nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS ban đầu, cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống và hiện vẫn còn đang sở hữu cổ phiếu này. Đồng thời, luật sư Yến cho rằng số tiền bị cáo quyết nộp khắc phục hiện nay đã đủ để hoàn trả cho các bị hại. Ngoài những ý kiến đã nêu, luật sư Yến còn nhấn mạnh, với số tiền bán cổ phiếu ROS 3.600 tỷ đồng theo xác định tại cáo trạng, không thể xem xét đây là khoản tiền bị cáo Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt của các nhà đầu tư. Thay vào đó cần xem xét đây là khoản tiền hưởng lợi không ngay tình từ các hành vi trong vụ án này. Luật sư Yến nêu, thân chủ của chúng tôi sẵn sàng và cam kết nộp toàn bộ số tiền này với sự tự nguyện và cam kết nộp tiền như vậy của bị cáo quyết, tôi cho rằng cần xem xét đây là tình tiết để áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt. Một luật sư khác tham gia bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn quyết cũng có quan điểm, thân chủ của mình đã có ý thức khắc phục hậu quả, trên thực tế đã có thể khắc phục hoàn toàn hậu quả nếu được tạo điều kiện. Theo vị luật sư tại tòa ông quyết luôn khẳng định nếu được tạo điều kiện mở phong tỏa, sẽ sử dụng toàn bộ tài sản cá nhân tích lũy trong hơn 20 năm lập nghiệp và huy động nguồn lực khác để khắc phục, do đó cần sớm tạo điều kiện cho ông Quyết làm việc này. Luật sư trình bày, bản thân bị cách ly khỏi xã hội, tài sản bị phong tỏa, ông Quyết liên tục thúc giục gia đình, bạn bè, huy động tối đa mọi nguồn lực, vay mượn để khắc phục. Đến phiên tòa hôm nay, thân chủ tôi đã khắc phục gần 240 tỷ đồng. Cho rằng nỗ lực của ông Quyết cần được ghi nhận, luật sư đề nghị hội đồng xét xử áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt, áp dụng hình phạt tương đương với mức án của nhóm bị cáo tại tập đoàn Tân Hoàng Minh phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sáng ngày 27 tháng 7, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Huy, 36 tuổi, Bùi Hồng Quân, 27 tuổi, cùng thường trú thành phố Hà Nội, hiện ngụ xã Thành Phú, huyện Bến Lức và Trần Thị Y Bình, 22 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, Long An về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, công an tỉnh Long An phát hiện nhóm người trên có biểu hiện nghi vấn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Ngày 19 tháng 7, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Long An phối hợp với công an các huyện Bến Lức, Châu Thành, thành phố Tân An mời làm việc với 4 người gồm Huy Quân, Bình và TTN, 28 tuổi, thường trú thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, hiện ngụ xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy, công an thu giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng. Theo đó, nhóm của Huy đã cho nhiều người vay với số tiền mỗi lần từ 2 đến 150 triệu đồng, lãi suất từ 120% đến 360% một năm. Riêng trong hai ngày, 16 và 17 tháng 7, có 118 khoản vay trên 103 người vay, với tổng tiền cho vay là hơn 1,26 tỷ đồng tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 271 triệu đồng. Phòng Cảnh sát hình sự làm việc 18 người vay tiền của nhóm đối tượng với tổng tiền vay hơn 1,6 tỷ đồng. Tổng số tiền mà nhóm cho vay thu lợi bất chính hơn 302 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình khám xét nơi ở của Huy, lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ 1,187 gram ketamine. Huy khai nhận đã mua qua ứng dụng Telegram vào ngày 14 tháng 7 năm 2024 với giá 1 triệu đồng để sử dụng. Nhóm đối tượng trên đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Long An bắt và chuyển giao cho công an huyện Bến Lức khởi tố tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Ngày 27 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Trần Văn Thúy sinh năm 1961 Nguyễn Văn Kim sinh năm 1957, cùng chú xã Khánh Thành và Nguyễn Hữu Nghị sinh năm 1963, chú xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã xác định năm 2020 và năm 2021 lợi dụng quy định hỗ trợ kinh phí để mua sắm máy móc, thiết bị nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình và nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình. Trần Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đại Thành, Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đồng Xuân Tiến và Nguyễn Hữu Nghị đã bàn bạc mua 6 máy cấy và một máy sấy lúa cũ với giá rẻ, sau đó lập khống hồ sơ đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ mua máy mới để chiếm đoạt số tiền tranh lệch là 834 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Trước đó vào năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã khởi tố bắt tạm giam đối với Vũ Văn Nghĩa, sinh năm 1963, chú xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Dược liệu Khánh Thủy, cũng với hành vi trên để chiếm đoạt ngân sách nhà nước hơn 283 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 27 tháng 7, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với bị can Phạm Hoàng Liên, 41 tuổi, trưởng ban quản trị khu trung cư Araya, phường Xuân Phú, thành phố Huế về tội tham ô tài sản. Trước đó tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Huế ban hành quyết định công nhận ban quản trị tòa nhà CT1 và CT2, trung cư Arania với 5 thành viên. Bị can Liên được phân công làm trưởng ban quản trị trong khoảng thời gian này cho đến ngày bị bắt, bị can Phạm Hoàng Liên đã nhiều lần xin tạm ứng và nhận kinh phí bảo trì của chủ đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng. Ngoài việc sử dụng nguồn tiền này phục vụ việc bảo trì, sửa chữa các hạng mục của tòa nhà bị hư hỏng và phòng chống bão lụt thì bị can Phạm Hoàng Liên còn chuyển vào tài khoản cá nhân và tạm ứng hơn 68 triệu đồng. Ngày 25 tháng 7 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế tiến hành khám xét nơi ở của bị can Phạm Hoàng Liên và thu giữ nhiều tài liệu khai khống và chi tiêu nhưng không chứng minh được mục đích bảo trì và sửa chữa chung cư. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế tiếp tục điều tra xử lý theo đúng pháp luật. Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch hôm 25 tháng 7, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai QCG tiếp tục nằm sàn phiên thứ năm liên tiếp với 6.800 đồng một cổ phiếu. Cổ phiếu QCG đã sụt giảm hơn 30% chỉ trong năm ngày qua làm bốc hơi 811 tỷ đồng giá trị vốn hóa so với trước thời điểm có tin CEO bị bắt tạm giam xuống 1.871 tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư ôm mã QCG thêm một phiên bị kẹt hàng khi chỉ khớp được 51.000 đơn vị và còn tới hơn 6,1 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn. Không chỉ QCG, cổ phiếu LDG cũng là cái tên nằm sàn trong phiên giao dịch hôm 25 tháng 7 khi chỉ có giá 2.410 đồng một cổ phiếu. Cổ phiếu LDG dù khớp lệnh cao hơn với 3,77 triệu đơn vị nhưng cũng còn rất nhiều nhà đầu tư chưa thể bán bởi còn hơn 23,3 triệu đơn vị giữ bán giá sàn. Một cái tên đáng chú ý khác là HVN khi cũng giảm sàn về 20.200 đồng khớp hơn 7,33 triệu đơn vị. Giá cổ phiếu ở ngưỡng này đã chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 với 10 phiên gần nhất đều giảm, trong đó có tới 6 phiên giảm sàn đe dọa nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu này. Chốt phiên hôm 25 tháng 7, chỉ số VN Index còn 1.233 điểm, giảm 5,28%. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 484,4 triệu đơn vị, giá trị 11.719,3 tỷ đồng, giảm 35% về khối lượng và 34% về giá trị so với phiên hôm 24 tháng 7. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 63,3 triệu đơn vị, giá trị 2.062 tỷ đồng. Trên sàn HNX, có 58 mã tăng và 103 mã giảm, chỉ số HNX Index giảm 0,92 điểm, tương đương âm -0,39%, xuống 235,25 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 34,55 triệu đơn vị, giá trị 687,9 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,1 triệu đơn vị, giá trị 94,8 tỷ đồng. Cổ phiếu NTP duy trì được mức tăng tốt, dương 6,5% lên 61.000 đồng. Các mã CEO LIG C69 nhích hơn 2%, cổ phiếu TNG LAS tăng nhẹ. Trong khi đó, chỉ số Upcom Index giảm 0,02 điểm, âm 0,02% xuống 94,51 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 28,9 triệu đơn vị, giá trị 404,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,34 triệu đơn vị, giá trị 21,1 tỷ đồng trong vụ án xảy ra tại tập đoàn flc một nhân vật có liên quan mật thiết với nguyên chủ tịch hội đồng quản trị trịnh văn quyết là doãn văn phương bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhân vật này từng làm tổng giám đốc flc chủ tịch hội đồng quản trị công ty xây dựng flc faros ông doãn văn phương nguyên là tổng giám đốc tập đoàn flc chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng faros một nhân vật rất quan trọng trong hệ sinh thái flc của ông trịnh văn quyết ông phương có trình độ thạc sĩ cư trú tại mỹ đình hà nội là cử nhân luật tại đại học luật hà nội và là một trong những cổ đông sáng lập của tập đoàn flc ông còn có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại đại học Gix mỹ ông doãn văn phương giữ các vị trí chủ chốt tại một loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái flc của ông trịnh văn quyết ngoài ra doãn văn phương còn giữ vị trí như thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần liên doanh đầu tư quốc tế klf chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần nông dược hai mã chứng khoán HAI. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm 2015, ông Phương từ nhiệm tại KLF. Tháng 7 năm 2017, ông Phương thôi làm chủ tịch tại Nông Dược HAI. Theo cáo trạng, Doãn Văn Phương là người tham mưu cho Trịnh Văn Quyết, thường xuyên bàn bạc, thống nhất chủ trương và được quyết giao trực tiếp thực hiện thủ tục mua công ty FLC Faros, ký các thủ tục tăng vốn điều lệ, ủy thác đầu tư. Từ ngày 28 tháng 5 năm 2015, Đến ngày 9 tháng 11 năm 2016, Phương đã chỉ đạo các thành viên hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và nhân viên thuộc Faros ban hành các nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ, lập hồ sơ góp vốn khống, lập hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu, tương đương 4.300 tỷ đồng vốn điều lệ của Faros. Nhờ đó, Trịnh Văn Quyết và Đồng Phạm đã bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Doãn Văn Phương đã ký nhiều biên bản, hồ sơ, chứng từ, hợp thức hạch toán, kế toán cho việc góp vốn khống. Trong đó, Phương ký 18 giấy rút tiền mặt để bị can Trịnh Thị Minh Huế, em gái Trịnh Văn Quyết, sử dụng rút 900 tỷ đồng vốn góp ra khỏi tài khoản của Faros, ký 12 ủy nhiệm chi để Huế làm thủ tục chuyển 296,5 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình Định FLC đến tài khoản của các cá nhân khác nhau để tạo dòng tiền hình thành công nợ ảo để hạch toán hợp thức trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính. Bản thân ông Phương từng gây chú ý trên truyền thông khi kết hôn ở tuổi 39 với hoa hậu 21 tuổi. Trong lễ ăn hỏi diễn ra năm 2017, ông Phương đã tặng vợ siêu xe Rolls Royce trị giá khi đó khoảng 18 tỷ đồng. Sau đó, hai người ly hôn vào năm 2021. Dù được xác định có vai trò quan trọng, nhưng bị can Doãn Văn Phương đang bỏ trốn. Cơ quan công tố xác định ông Phương đã xuất cảnh sang Anh và chưa trở lại Việt Nam để cơ quan điều tra đã tách hành vi của ông này để xử lý sau. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ô tô đánh võng và gây hấn ở trên đường, dư luận đồn đoán người điều khiển xe là ông Phùng Ngọc Lâm, trưởng phòng nội vụ huyện Bình xuyên tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên qua xác minh, tài xế điều khiển xe ô tô Honda CRV không phải là ông Lâm. Cụ thể vào khoảng 13 giờ 30 chiều ngày 25 tháng 7, qua camera hành trình của một phương tiện khác, hình ảnh ghi lại cho thấy tài xế điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát trên có hành vi đánh võng gây hấn với tài xế ô tô khác lưu thông cùng chiều trên đoạn đường gần lối vào IC3 cao tốc Nội Bài Lào Cai. Chỉ vì không được nhường khi đang rẽ trái sang đường, tài xế Honda CRV đã điều khiển xe vọt lên trên đánh võng, chặn đầu xe đi cùng chiều và hai tài xế xô đẩy thách thức nhau trên quãng đường cả hai tài xế đang lưu thông tài xế xe honda crv tiếp tục đánh võng lấn làn phanh gấp để gây hấn với tài xế ô tô phía sau và tiếp tục dừng xe thách thức trao đổi với báo chí ông nguyễn mạnh hùng chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bình xuyên cho biết ông đã nắm bắt được vụ việc này theo ông hùng người tài xế mặc sơ mi trắng lái chiếc xe honda crv màu đỏ là cán bộ của trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện bình xuyên tên là nhật Lãnh đạo huyện khẳng định, đây là cán bộ của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Bình Xuyên, chứ không phải là ông Phùng Ngọc Lâm, trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Xuyên. Sáng nay ngày 26 tháng 7, ông Phùng Ngọc Lâm, trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Xuyên cho biết, danh tính tài xế điều khiển xe ô tô Honda CRV biển kiểm soát 30H 51077 không phải ông. Ông Lâm cho biết, người điều khiển xe ô tô hôm ấy là anh Trần Ngọc Nhật, cán bộ của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Bình Xuyên. Khoảng 13 giờ chiều ngày 25 tháng 7, khi tôi đang làm việc ở cơ quan, anh Nhật mượn xe tôi và đi khoảng 15-20 phút. Đến khi về anh Nhật cũng không báo lại sự việc đã xảy ra với tôi. Tới khi các cán bộ ở cơ quan nói tôi mới biết